Hello. Hello. Chị sao ngồi xin lưng đó? Chị được trang nhé. Xếp bình nào? Mày xếp bình lại chứ cái tay mày bự ghê bốn nè. Sao mà? Chào bạn từ. Bây giờ đây đây đây. Đây là chị về thôi nha. Chào các bạn. Hẹn mấy bạn gặp lại channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video là ăn trái cây và nhận phần thưởng nha mấy bạn. Phần thưởng để lệ cho như sau này. Chơi là bắt đầu là ăn tính điểm nha. Ăn là tính điểm tổng cộng là 5 điểm. Chơi 5 lần thi 5 lần. Nếu ai bóc trong ba cái ô này nè. Ba cái ô này nếu mà bóc trúng cái ô nào thì ăn ô đó. Chúng cho này cho đó, nếu mà thể lệ người đó ăn hết cái đó thì được 1 điểm. Còn cái người mà ăn không hết cái trái cây đó thì sẽ mất 1 điểm. Và sau 5 phần thi là sẽ có được 5 điểm nha các bạn. Nếu mà được 5 điểm thì phần thưởng là được 100 ngàn. Thì tuy nó nhỏ nhưng mà các phần thưởng thể lệ là anh em chơi cho nó vui nha các bạn. Rồi bây giờ là số 1 pha cho Ben này. Rồi bây giờ Ben anh em mình sẽ quay lưng lại và sẽ có một người bãi trái cây vô đây. Sẽ có một người bãi trái cây vô đây nha mấy bạn. Sẽ có một người bãi trái cây vô đây. Rồi quay lại Ben em là xúc xì. Ai chọn ô nào thì chọn ô đó nha. Rồi bây giờ Ben em quay lại nha. Rồi giờ quay lại nha. Bãi trái cây vô nha. Bãi trái cây vô đây nè. Đây cũng quay lại luôn nha. Quay lại. Chào bà con. Thanh sao không biết gì nữa. Bây giờ là cái đây là cái gì? Bây giờ là cho bên em là cho từng chọn luôn nha các bạn. Giờ mình chọn trước. Chọn ô số 2. Xì vậy thôi. Em hả? Không, ở đi sâu sâu xì chứ. Tự nhiên nhớ cái lỡ. Lỡ cái ổng biết sao, biết được đúng không? Rồi giờ bà bán sầm. Bán sầm nha. Bà một, bà tiến sầm. Bà tiến sầm. Bà tiến sầm. Bao tiếng sầm, bao tiếng sầm, bao tiếng sầm. Rồi chọn trước. 1, 2, 3. Rồi tôi chọn cái ai nha bà con. Mình thấy là bây giờ mình sẽ chọn ô số 2. Rồi tôi chọn ô thành cây ngà sâu 3, thấy nó nguy hiểm quá. Số 2 để trước á, tôi mình chọn sau đó. Chọn số 1 đi, tôi ngồi gần tôi dễ bóc một phút. Mùa Covid này mà 800 ngàn là tiêu cũng đỡ lắm á. Rồi bây giờ là mình sẽ dỡ lên nha. Rồi and. Bóc nè các bạn. Mình đang hết rồi nha các bạn. Sò dễ cốc đồ đỡ cho mình chết tách. Đúng rồi. Đấy, số 1 của gia đình thiên thánh xăm bắp nha. Nó có đụng vô. Vậy là mình phải ăn hết luôn hả? Hết luôn. Tết cùng nhai luôn giả rồi. Ớt là thầm chết luôn hả? Trái nãy trái nhỏ nhỏ vậy ăn cho bự trời chết rồi. Nó chua vậy. Chạy nước mắt luôn nào không? Ủa, đây. Thánh đang chua đây mà thấy cái khế là cũng... Thường cái khế nó chua quá rồi còn chạy nha các bạn. Anh ăn không hết rồi thua em. Ăn hết rồi chết. Không, nhờ gì ấy là kiếm 100 ngàn. Liều luôn. Kiếm 100 ngàn mùa Covid. Mùa Covid kiếm 100 ngàn khóm rồi con à. Hồi nãy biết trái tắc ngon hơn, nhanh nuốt. Rồi, bây giờ trái giật con chim. Rồi, trái tắc càng nhanh nuốt hơn rồi, thì là trái này mấy nó luôn, trái khế nó chua quá. Trái giật con chim. Trái giật con chim. Trái giật con chim. Trái giật con chim, im.
Anh xem phim. Giờ tới em. Rồi. Tới em kia hết mà. Chọn thuốc luôn á. Tắm xong rồi. Ôi thằng cái thứ được một điểm rồi bạn. Thì bởi quá mẹ. Dạ dạ dạ. Quá chuối. Nhanh nhanh nhanh. Cái này ăn cái chuối này nhanh rồi. Nhanh nhanh. Ăn lâu hơn. Mà ăn cho nó nay không được mấy cái bát luôn bà con quần. Hai tính này 100 ngàn này canh ngập. Yeah. 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 Xì viên. Nói chung nữa mà cái nữa mình là tôi xì lại chứ. Quay lại tiếp chứ. Rồi chúng quay lại nữa chứ. Số khác á, cộng số gáp. Đủ mét ăn chúng cái chuối không ngon. Hả? Chưa giờ không ăn ăn không, thôi để bụng ăn cơm tưởng ăn gì mà con ơi, trái thế chết bà. Mới ăn cơm. Không không. Rồi ráng ăn ráng đúng rồi. Mới ăn cơm xong. 100 ngàn bà con. 100 ngàn các bạn. Bà con, cô bác thấy không? 100 ngàn. 100 ngàn à. Thấy nó nhỏ nhưng mà nó nặng lắm á. Không, bùi cô Vy không làm gì hết rồi con ơi. Ngon ăn cái chuối. Không, mà cho cái thể lệ từ từ mình ấy nè, hết mình hết ấy chứ tự nhiên cái tay hoài vậy chết luôn á. Anh bóc chúng 10 cái thế đi chết luôn á. Phải hết chui rồi. Rồi, các bạn bây giờ mình đã hoàn thành vòng 1 ra, tất cả bên em mỗi người một điểm nữa các bạn. Giờ sẽ bước vào vòng 2 các bạn. Quay lưng. Đầu vòng 2 quay lưng nữa. Trần trăm nhàng khó quá bà con ơi. Khổ. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục xây lại, xâm lại. Xâm lại đi lại nữa. Bạn 2 nha các bạn, bây giờ bên này sẽ xuôi tiếp nha các bạn. Xâm lại. Vào tiếng sụp. Vào tiếng sụp. Vào thành sâu xây. Cái này là xô xây lại nè. Xô xây. Đồ cũng thua. Rồi, mày chọn cái tên. Số 2. À, số 2. Tư. Ở tư. Số 2 đó. Vậy chọn số mấy? Còn số 1. Rồi, đây giờ tôi chuyển qua số 3 nha bà con. Nè, thử cái đường nào ngon nha. Ai thấy xoài một chứ? Cái ai thấy chỉ cho mày. Cái ai thấy chỉ cho. Đá. Cấp thò. Nó hơi nụ bà con ơi. Đây nó được rồi. Là làm sao lúc cuộc làm sao là để được 100 ngàn. Hết không ạ? 5 điểm thấy. Nếu ai bảo cuộc vòng nào thì ai cao điểm. Ai cao điểm nhiều nhất là thắng. Ai 5 điểm thì thắng. Rồi. Thường thì tôi không biết cái trò này chơi trò gì luôn á. Nãy giờ tôi thấy là ăn không à 100 ngàn thấy hơi bị cay ngọ nha. Nãy giờ tôi thấy là cái thằng số ngầu góc góc này là thấy nó sắp được rồi ạ. À, nó cũng chua không ngọt đâu. Bây giờ là góc này góc ngọt. Chua. Ngày nay thôi nhang, mất tóc nhang luôn mà. Chua con, chua con. Nãy giờ ngủ nằm mơ. Đi ra. Con. Nãy giờ ngủ nằm mơ. Đi ra. Chú cho mới ngủ dậy nữa, thèm chua nữa, bình thường. Anh mới ngủ dậy, anh cái chuối chứ, anh cốc là thôi cho nó nào. Đấy. Đấy. Trời. Đừng em. Ráng ngủ đi. Nuốt luôn giả luôn nha bà con. Nuốt luôn hồn luôn nha. Chứ không có để đâu. Chứ cho vậy chứ cho sao nãy tôi không nuốt hột mà khế tôi còn nuốt hột mà. Chứ tự nhiên giờ anh cóc mà bỏ hột sao được. Mình nuốt nhai hột nuốt luôn. Anh trong nhà rồi dễ rồi con ạ. Nghe. Tờ xấu mới bỏ. Cóc này đâu có hột đâu mà. Cóc nguyên cục luôn. Nguyên cục đầu mềm đưa bà con. Nguyên cục trong chôn luôn ha. Điền rồi. Rồi anh cho bỏ hột luôn. Rồi cho mày bỏ hột luôn ha. Cóc đầu cho mày bỏ hột rồi. Cóc nên là mẹ nuốt luôn cái hột xuống nó kéo luôn đường ruột mà chết luôn. Cái chú Sơn chịu quá. Máy tính này là chú Mánh không? Hết rồi anh. Bây giờ tới lượt mình nha các bạn. Số 1, kẻ số 1 này. Thiệt nha bà con chứ không phải ớt giả nha, ớt thiệt luôn, cắn lên cái cho bà con coi luôn á. Đưa hồn cái coi gì thì coi gì thì nghĩ. Nghĩ What? Nghĩ có nghĩ anh á. Anh nhẹ gì hết. Lại gì? Nhẹ không chơi đâu, ráng nuốt một ông. Là ông số 1 đây là thấy nghi rồi á, sắp bả cuộc rồi á. Chúng nào cây nữa bạn. Nước. Oxy. Sữa nó uống nó đỡ cay hơn.
vô wow. Kiếm miếng ô chê hên trái nãy rồi tôi hút số 1 nữa là xong luôn rồi. Hên xù chê nãy trước nhau nhìn tội cậu cuối ra số 1 chết luôn rồi. Bạn rồi hết rồi bạn. Ô chê ô chê ô chê ô chê chăm cuối vậy. Đây nữa. À vậy là tin cháy tôi qua được cái giai đầu ớt là tôi hiểu không? Đâu có gì đâu. Đó anh phải thua. Cái cục luôn, anh phải thua luôn. Rồi hấp. Ôi chết ôi chết. Chị nó mắc luôn. Ôi sao rồi, trúng trời ớt rồi. Ông Trân, ông Trân, ông Trân. Rồi đánh đi ông Trân, ông Trân ra. Rồi giờ đánh đi tôi nha bà con. Rồi. Cũng không là trái ổi, trái xoài gì cũng được nha. Số, số. Đủ mày lại mê nữa không? Cái này cho nút hồ không vậy? Không. Là nút hồ ỉa khỏi ỉa. Trúng 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 không? Là nút hồ ỉa khỏi ỉa. Trúng 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 không? À, ông trúng luôn bà con à. Ông mê đây cũng nhanh mà. Mê này nhanh, nút mà nút khác nút đâu à. Chua luôn rồi nè. Xui mà giờ bao rồi cái thấy được cô nè mẹ đâu giờ chọn chọn hên xui mà cái sùng xì hay trước cũng vậy à. Bây giờ tôi chọn lại số 2 của ông trái ớt đi. À không à chọn số 2. Lại số 2. Chọn số bè luôn đi. Nào rồi con số cuối đi, số của mình. Rồi mày coi tưởng mày hên cỡ nào. Là tao bắt con hút trước đi. Dạ. À ha ha. Ở trái này thì ngon rồi nè. Trái này thì quá ngon nè. Chưa ăn con mà chưa giờ tôi quyết định là chưa ăn con để tôi ăn cái cây mà lúc cuộc tôi ăn còn hai cái chua lè tôi lấy ra cho chú nhanh. Nó làm bự rồi luôn. Lâu quá. Anh nút lâu lắm á. Em nửa bụng à. Anh ta nút lâu lắm á. Ừ, chắc chú là dễ ăn hơn mà con à. Nãy nó ăn trúng cái ớt rồi tới cười rồi. Nãy tôi giờ chấp nhận hai chú à. Ớt ổng nè. Con nhập xuống nghỉ nữa ba. Đang coi thử thách. Để coi thử thách. Nè. Chiều nay tôi đi xem xa đi. Chú cái này bự quá. Ê chú là nào luôn các bạn. Mới vô một này. Đồ một ngày mới ăn một bánh khổ. Không nhìn 100 ngàn mà con mặt ra nút. Kiếm 100 ngàn đủ xăng. Đi được 2 tuần. Đây mà các con này cũng được, được gần nửa thùng sữa rồi các bạn. Nãy con muốn ập luôn rồi. Còn với chú ra sao anh bận bận với không? Chín quá.
Anh chỉ nói anh nằm vừa thôi. Tao phải chúng dễ ăn đâu. Ăn chuối ngọt mà sao biết vui. Chuối này chuối gần chín gần đỏ đỏ. Anh ấy giờ anh ấy là bả buồn nha các bạn. Bắt đi. Chúa đã thiệt mà. Giờ bỏ hai ngư. Miếng xoài, miếng xoài, miếng xoài. Hai giờ nha. Bây giờ mình, nãy mình ăn cốp, bây giờ mình miếng xoài cho nó đỡ cay. Xuyên biên 3 điểm về Thánh Sâm được 2 điểm rồi các bạn. Thánh Sâm 1 điểm. 2 điểm. Bạn còn thấy cái trang trang không? Nó đang hơn tổng điểm rồi mà nó còn chưa, bây giờ nó còn chưa trừ tổng điểm nữa. Giờ trang 4 của mình bắt đầu nha các bạn. Bỏ chu kỳ này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó, còn trước. 1, 2, 3. Rồi, còn cuối cùng. Chọn số 1 nữa. Chọn số 2. Chọn số 1 đi, giải chào giá thật. Khê khê. Coi cho nó kìa. Khê đang là mửa. Cốc nữa. Nam. Mày tự. Hồi nãy tao chọn số mấy vậy? Số 2. Số 2, số 2. Chết rồi bà con ơi. Ba đồ quý.
tôi ăn được mà con. Cái mấy cái đồ chua kia tôi ăn còn lọt nữa, cái đồ quý này mà. Mấy anh mới nữa cho chú thật bình thường đâu chứ. Chú bình thường ba đồ quý đang ăn ngon lành gì đâu đúng không bà con? Bình thường vậy. Như vậy nhiều cốc mà. Như vậy nhiều cốc mà. Đồ kinh khủng luôn. Bà cuốn vô đây đâu?
bản cuối rồi đó. Đâu bây giờ là trả suy nghĩ cậu chủ em bé bà con, bà con cậu chủ em thảo thảo em mở một điểm đi. Mấy ông nói chuyện ông làm như ông con hoài, giờ bốn điểm mà 100.000 mà nỗ lực đi, nỗ lực đúng đầu giờ cũng không biết đã vậy đâu còn tặng cho mấy tìm thêm trái ớt này nữa cũng tiền cái chắc cái gì tặng tiền theo chứ. Từ từ đây ăn mất nửa trái rồi vấn đề. What the fuck? Rồi mở cuộc ha. Làm gì hết. Wow. Nọc quá. Trả cuộc. Thua. Má hồn quá. Có video quá mẹ. Loại một tàn loại không? Loại cho tiếp một. Hồi nãy nãy loại xuống rồi bà con tôi đỡ không? Bây giờ còn thằng quỷ sứ đây nữa. Căng lắm á. Thôi bả đi, bả đi, bả 100.000 đi. Bả. Rồi một đây ngã, thấy chưa? Rồi biết đây để bả cùi cho bạn xin đêm. Xin đêm bả cùi cho bạn, còn tôi với Thánh Sâm này. Thánh Sâm với Di Vlog này. Đâu bây giờ Thánh Sâm chọn nha. Ủa, nãy Thánh Sâm chọn sao mấy? Bà. Giờ nó bả cuộc rồi mà sơn sợ gì? Bả cho ba cái đồ đây. Đi đây cũng gặp mẹ. Quay được nhiều lần chứ mấy. Đâu phải chuyện đơn giản đâu, chứ không phải bóc sao bóc đâu nha. Sai công thức rồi các bạn. Sai cái gì? Kỳ quá. Sai quá. Một trái à? Ồ, cái này tao cái nữa. Thì ác không? Hắn xuống à. Giữ không? Vậy được một điểm rồi ạ. Vậy được rồi, đây bà luôn. Điểm rồi ạ. Đây, tính xong ở đây rồi. Ở đây một cây cái gì? Cây gì? Nói vậy chứ cây gì? Ở đây đâu cây gì? Ừ, này nữa. Nước này. Ở đây là không cây của nước mình nha. Này còn vô được, này còn vô ớt được mà anh đây không được. Anh cồn vô ớt, các cồn nó lạc, nó bay mất phần cây á. Đây anh có ớt bự đây mà hết em rồi. Cái ớt anh gì? Ờ, anh đây anh. Ờ, nước chảy cũng vừa, anh vừa chảy mấy người chảy tút muối. Nước muối đây cho lớn kiếm 100.000 là đổi sang mùi dịch cũng được. Thất bại. Không biết số 2 là gì đây. Thôi giờ nhả con thơ nha. Không rỡ đâu. Cắn ớt bự còn hết mà ớt nhả sao hết được kiếm điểm. Kiếm điểm là quờ, ai biết cái này vô cái khác bảo cuộc sao? Khen. Thầy nhớ rồi. Thầy nhớ rồi. Cái này mong cho mình kia. Khen cả nha. Ngắm quạt mình. Anh ngớt là người cũng rất ngầu nữa. Không bảo phải bà con. Không bảo bảo. Chú không bảo. Chưa, ngồi đây để cho xong mà. Chưa xong rồi. Bà chạy không? Anh ghen ra ớt nhả không ba chạy không? Chạy quá. Chào sao chạy ớt, chào vậy rồi đó mình nha các bạn. Anh thao cây thôi à? Cây gốm lắm, anh thử mày ra đây. Không. Bánh đâu? Ngon gì không? Thôi ngon, về thâu nha, game over rồi. Thâu ngon mất tiêu rồi. Về thâu. Rồi, xin chào bà con nha, Thánh Sanh. Xin chào tất cả bà con nha. Nếu như bà con yêu thích cái video này á, thì bà con nhớ là subscribe ở phần phía dưới. Các bạn thấy ở phía dưới nó có cái chuông á. Các bạn nhấn cái chuông đó rồi các bạn theo dõi và các bạn nhấn là đăng ký Hồng Duy Vlog nha. Rồi, tất cả là chào tất cả anh chị cô dì chú bác nha. Xin chào.
Để.